Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một vấn đề, đó là thủ tục, kỹ năng mà các bạn viết phóng sự hay là viết những bài về thực tế. Vậy thì những cái thủ thuật khi mà bạn viết nó là gì? Thứ nhất là không kể lể dài dòng. Khi mà các bạn kể chuyện thì mình nên chỉ cho bạn đọc thấy nhân vật, ít kể lể, gọi là show, đâm theo. Thay vì nói đó là một người cao lớn thì ta hãy nói ông ấy cao 1m7, 1m7. Hãy để cho nhân vật tự thể hiện. Hoặc về ông Thiên thì ta viết ông luôn tìm tòi chó hẹp, hay là đang nuôi 2 con chó Phú Quốc. Như thế thì chứng tỏ ông ấy rất yêu chó. Đó cũng là một kỹ thuật của một cái nhà văn. Và đôi khi trích nguồn, nhưng mà không cần phải trích nhiều đâu. Tôi có một anh bạn nhà báo Pháp tên là Francisco Simon. Anh ấy viết phóng sự rất hay, và một vài bài của anh ta được đưa vào sách giáo khoa báo chí. Cái vui là anh viết phóng sự về tôi nữa. Đấy. Trước đây tôi thi đậu tú tài Pháp, nhưng chỉ nhận được cái bằng chỉ tạm thôi, chưa kịp lấy bằng chính thức vì trường Pháp đóng cửa. Nhiều năm sau đó, khi đi tu nghiệp ở bên Pháp và thực tập ở một vài tòa báo tại Ren, thì tình cờ tôi được biết cái sở sở học chánh của thành phố quản lý tất cả các trường Pháp ở châu Á. Ở đấy họ lưu hồ sơ rất kỹ. Tôi đến hỏi về việc lấy bằng và gặp người phụ nữ có cái tên rất hợp, Lentandit, tức là trễ nải. Vừa nghe trình bày xong, bà nói ngay: "Trời ơi, ông ơi, chúng tôi đã chờ ông 30 năm nay rồi. Bằng cấp của ông vẫn ở đây. Tại sao không viết thơ để chúng tôi gửi qua?" Tôi đâu có biết. Tôi phân trần: "Thôi được, 3 bữa nữa thì ông tới." 3 hôm sau, cùng anh Francisco là một người bạn ở báo Tuổi Trẻ và một phóng viên ảnh. Tôi quay trở lại, bà Latadip nói vài lời đãi là chúc mừng rồi trao bằng. Anh Francisco thì về viết bài phóng sự ngắn vài 600 chữ thôi, kèm theo hình do phóng viên ảnh đi theo chụp. Thế là tôi nổi tiếng được một ngày ở cái thành phố Renner nhỏ đó. Ngày hôm sau thì tôi ra đường thì lại có người nhận ra rằng: "Ô, anh ấy kìa." Họ chào tôi như vậy. Họ đọc bài báo thấy hình nên họ nhận ra rằng ông Tú tài ba, sau 30 năm mới đi lãnh cái bằng. Nhiều chi tiết người nếm sờ mó nghe thấy thì được chúng ta nói làm sao cho nó phù hợp.